cơ giáp chở mọi người bay đi trinh sát. Đường Vũ Cách đã phát hiện ra dao động liền báo cáo. Ở hướng trách 2 giờ phía trước, có dao động nguyên tố kim loại cực kỳ mạnh, chắc là có không ít nguyên long. Hiên Vũ liền ra lệnh cho cơ giáp bay lệch về hướng bên phải, hướng 2 giờ. Đổi thành Vũ Cách dẫn đội, trinh sát tốc độ cao. Mới bay được một đoạn đã phát hiện ra có chuyện. Mọi người giật mình ở đây vậy mà lại có một lượng lớn nguyên long. Đám nguyên long đang thi nhau há miệng bắn ra những nguồn năng lượng tàn phá hiên vũ báo với mọi người phát hiện ra lượng lớn nguyên long rồi ra lệnh cho mọi người rút lui lập tức dẫn mọi người mau chóng chạy về cứ địa mau sau đó liên lạc với cứ địa đấu thiên giả gọi cứ địa đấu thiên giả gọi cứ địa đấu thiên giả mời nói chúng tôi phát hiện vô số nguyên long đang xông về hướng của cứ địa mong cứ địa làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó đã phát hiện đồng thời khởi động xử lý khẩn cấp rồi mời đấu thiên giả mau chóng quay lại cứ địa chúng tụ tập mấy tháng rồi vẫn luôn không có hành động gì nghe lời này hiên vũ nghĩ ý của anh ấy là đang trách mình sao mời tất cả đấu thiên giả mau chóng trở về cứ địa sau khi báo cáo về cứ địa xong hiên vũ điều khiển cơ giáp quay lại đón đám người tiền lỗi trở về cứ địa một lát sau đội lam hiên vũ đã quay lại về cứ địa lam hiên vũ cùng mọi người ra khỏi cơ giáp mới rời cơ giáp băng thiên lương lên tiếng hỏi hiên vũ đây là tình huống gì hiên vũ liền đáp chọc phải tổ ong rồi chúng tôi gặp phải một bầy nguyên long số lượng khổng lồ băng thiên lương nghe vậy vẻ mặt hớn hở nói nhiều như vậy vậy chẳng phải là có rất nhiều long nguyên tinh sao vậy thì cũng phải còn mạng đi lấy mới được chứ mọi người mới trở về thì nha nhược đình đã lớn tiếng trách móc các cậu cũng được đấy vậy mà lại dẫn dụ chúng qua đây tôi cũng không muốn thế này bây giờ làm thế nào các cậu bị quân đội trưng dụng rồi sau này sẽ phối hợp tác chiến với quân đội đi theo tôi tại góc khác của cứ địa đám nguyên long bị hiên vũ dẫn dụ đã tụ tập đến đây nha nhược đình nói lồng phòng hộ sẽ chặn nguyên long lại nhưng cũng sẽ thả vài con vào trong lồng phòng ngự lúc đó các cậu có thể ra tay phối hợp với quân đội tấn công chúng lồng phòng ngự mở ra sau đó liền đóng lại thả mấy con nguyên long đi vào hiên vũ bắt đầu lớn tiếng chỉ huy tất cả mọi người mở đầu khải chiến đấu nhìn đội của hiên vũ chiến đấu với đám nguyên long mọi người cũng phải thốt lên đám người này cũng thật dũng mãnh mạnh thất một thanh niên thấy trận chiến trên màn hình liền bước tới hỏi đó là bộ phận nào ai bảo họ dùng hỏa nguyên tố tấn công hình như là đấu thiên giả phóng lớn màn hình lên xem cha xem bọn họ là đấu thiên giả từ đâu họ đến từ học viện stress có cần nhắc nhở họ không đội dịch đang dùng từ stress thay cho sử lai like khác nha anh em thì ra là học đại học muội à không cần nếu như có nguy hiểm lập tức trì viện cho họ rõ quay lại trận chiến tiền lỗi đang cầm cái đuôi con tinh hà kim long điên cuồng quay tay hiên vũ cũng ra lệnh cho mọi người xông lên nha nhược đình cũng phải toát mồ hôi vì sự điên cuồng của đội hiên vũ đường vũ cách xông về hướng một con nguyên long vừa lách mình cô ấy xuyên vào con nguyên long khác lần nữa xuyên ra trên tay đã cầm một miếng long nguyên tinh đường vũ cách cứ như thế không ngừng xuyên qua cơ thể của nguyên long để lấy long nguyên tinh toàn thân băng thiên lương được vây quanh bởi ánh điện không ngừng tạo ra lực sát thường quy mô lớn bạch tú tú cũng nhảy lên trên không trung sau đó thi triển ra hồn kỹ tử vong điêu linh những cánh hoa bay xuống vừa chạm vào những con nguyên long khiến chọn chúng ngay lập tức hóa thành xương trắng hiên vũ sử dụng lam ngân thảo quấn quanh người lam mộng cầm mộng cầm tớ bổ trợ cho cậu mộng cầm sau khi được hiên vũ bổ trợ ngồi xuống thi triển ra vũ điệu của phỉ thúy phượng hoàng một âm thanh êm tai mạng theo chức năng chữa trị vang tới mọi người trong thời gian ngắn đa phần sức mạnh tiêu hao trước đó của mọi người đều đã được khôi phục lại nguyên long trong phạm vi mà họ đang đứng đều chết hết lam hiên vũ lập tức hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ đồng thời nhanh chóng dọn dẹp chiến trường Nha nhược đình nhìn chiến trường trước mặt cũng phải ngạc nhiên thẩm nghĩ. nhiệm vụ của họ là phải giết 370 con nguyên long đây mới là ngày thứ nhất đã hoàn thành được hơn một nửa rồi lúc này hiên vũ nói nhỏ với mộng cầm sau này cậu cố gắng đừng ra tay nữa tớ sợ sẽ bị họ thấy được điều cậu đi mất cầm một quả xinh xinh bất tức bích cơ tiền bối nói thứ đó có thể khiến tớ mau chóng khôi phục lại đây đừng vội dùng biểu hiện yếu ớt chút đi lúc này nha nhược đình cũng yêu cầu tất cả mọi người mau chóng vào thành mọi người di chuyển đứng phía sau khẩu pháo vòng xoáy không gian hấp thụ phát động pháo sung mạch bắn những thi thể nguyên long bị hút vào trong ngọn pháo tức khắc bị bắn ra ngoài bay vào trong bầy nguyên long ở đằng xa hiên vũ nhìn cảnh này cũng phải hốt hoảng thì ra họ vốn xử lý thi thể như này quá hung tàn rồi rất nhanh vòng chiến đấu thứ hai bắt đầu sau khi vòng chiến đấu thứ hai kết thúc lam hiên vũ xin nha nhược đình cho nghỉ ngơi Tiền lỗi thấy bản thân vẫn còn sức chiến đấu liền hỏi. Lão đại, tại sao lại không tiếp tục nữa? Chúng ta vẫn còn được mà. Hiên Vũ liền đáp lại. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ lần này ở Long Nguyên Tinh rồi. Sau đây chúng ta sẽ chỉ giết Nguyên Long cao cấp thôi, kim loại mà Nguyên Long cao cấp hóa thân thành đáng giá hơn. Lão đại, cậu quả thật là đến quan tài cũng không tha, chết còn muốn tiền. Lúc chúng ta ra tay vòng thứ tư, chia binh thành hai đường, chắc hàm, bên lớp mình sẽ do cậu chỉ huy bảy người chúng tớ thêm cả lão băng, Đông Huy và Vũ Thiên, 10 người thành một tổ, sẽ chiến đấu nhằm vào Nguyên Long lục cấp. Đường Vũ cách lúc này tiến đến nói với Hiên Vũ rằng bản thân sắp đột phá rồi. Hiên Vũ cũng phải ngạc nhiên hỏi lại là bây giờ sao? Ừm, tớ đã tích lũy đủ rồi. Nguyên Ân Huy và Tiền Lỗi cũng chen ngang. Em cũng thế, em cũng đột phá, anh Hiên Vũ. Tớ và Phong Tử cũng thế. Được, vậy thì đột phá đi, tớ và Mộng Cầm bảo hộ cho các cậu. Tớ bổ trợ cho các cậu đột phá, các cậu ngồi ở bên cạnh tớ đi hiên vũ bắt đầu tịnh tâm lại sau đó dùng lam ngân thảo bổ trợ cho mọi người đột phá tiền lỗi bắt đầu biến hóa lông màu vàng mọc ra trong chớp mắt cơ thể lại một lần nữa bùng nổ biến lớn lưu phong nhờ hỗ trợ của kinh cước long cũng bắt đầu đột phá long lân trên mặt cũng bắt đầu lộ rõ hơn bên trên đầu của nguyên ân huy có một chùm sáng ẩn hiện năm hồn hoàn ban đầu biến thành sáu trong tích tắc hơn nữa hồn hoàn thứ sáu là màu đỏ còn về phía đường vũ cách dưới sự bổ trợ của âm dương hỗn độn điều đã thành công đột phá đến thất hoàn hồn thánh bên trên đầu của Lam Hiên Vũ hai giải ánh sáng một vàng một bạc đang chuyển động lượn vòng tự hình thành nên hình rồng Nha Nhược Đình lúc này mới chú ý đến đám người Lam Hiên Vũ không nhìn thì thôi mà nhìn thì giật mình Hùng kia là bọn họ đang làm cái gì đột phá trên chiến trường sao trong đám học sinh năm bốn này vậy mà lại xuất hiện thất hoàn hồn thánh xem ra trong bọn chúng tương lai chắc chắn có người có thành tựu lớn tại phòng theo dõi trong cứ điểm chúng đột phá trên chiến trường năm đứa nhóc này cũng ghê gớm thật vừa gọi điện cho học viện chỉ nói là lớp thực nghiệm tinh chiến lớp thực nghiệm tinh chiến trước giờ học viện Shrek chưa từng có nhưng có thể được xưng là lớp thực nghiệm chắc chắn có đám đặc biệt truyền lệnh đội chập pháp chú trọng bảo hộ cho học viên của học viện Shrek không để cho bất kỳ học sinh nào của học viện Shrek gặp nguy hiểm tổng chỉ huy cái này không phù hợp quy tắc nếu sau này bên phía đấu thiên bộ có vấn đề gì để họ trực tiếp tìm tôi trên người tinh linh long không mọc vảy rồng mà là mọc lông cánh giống như một con chim lớn tuyệt đẹp phóng ra những vòng tròn trên đầu nguyên ân huy nguyên ân huy lục hoàn rồi hoàn thành đột phá thất hoàn hồn thánh đường vũ cách chính thức trở thành hồn sư cao dài nguyên ân huy nhìn sang chị mình thì bĩu môi nói không lâu nữa đâu mình cũng có thể trở thành hồn thánh rồi ừ lưu phong và hồn linh kinh cước long triệt để dung hợp cơ thể của tiền lỗi bắt đầu to lớn hơn trong chớp mắt đã cho đến 6 mét ánh mắt của tiền lỗi đột nhiên trở nên đáng sợ nhưng chỉ với một cái chừng mắt của hiên vũ thì tiền lỗi đã trở lại bình thường hiên vũ liền nhắc nhở cậu phải khống chế bản thân Tiền lỗi gãi đầu nói, nếu như không phải tinh thần lực của tớ mạnh, cũng thật là có nguy hiểm khi mất khống chế. Mộng Cầm nghe không lọt tai liền nhân mặt nói, mà dày nhỉ, tự mình nói tinh thần lực của mình mạnh. Tên nhóc tiền lỗi sợ vợ này nào dám trèo lên đầu Mộng Cầm liền chắp tay khép nép nói, không mạnh bằng cậu, chắc chắn không bằng cậu. Mộng Cầm cũng được phen lên mặt. Sau khi mọi người thành công đột phá Hiên Vũ tiếp tục chỉ huy, chuẩn bị chiến đấu đi. Vòng thứ tư chắc còn kịch liệt hơn trước nhiều, 10 người chúng ta chủ yếu ra tay nhằm vào Nguyên Long lục cấp, Chắc Hàm, bên cậu lấy ổn định làm chính, không cần chăm chú vào chiến đấu, an toàn trên hết. Chúng ta lên. Đội của Hiên Vũ bắt đầu lao lên chém giết đám Nguyên Long, thu thập được rất nhiều nguyên tinh. Lúc này Lưu Phong phát hiện ra một con Nguyên Long lục cấp. Tiền lỗi cậy mạnh đòi xông lên. Lưu Tinh chỉ đập cho tinh bá Nguyên Long siêu vẹo, sau đó vai của nó đã bị đôi tay to lớn của Tiền lỗi tóm lấy. Một tiếng hét lớn, Tiền lỗi xé toạc tinh bá Nguyên Long ra làm hai. Hiên Vũ nhìn thấy Tiền lỗi đã mất kiểm soát thì hét lớn. Không ổn, thằng nhóc này tiến vào trạng thái khát máu rồi mộng cầm cũng lo lắng lớn tiếng nói hiên vũ cứ tiếp tục như thế thì không được tớ sợ tiễn lỗi sẽ mất khống chế cứ tiếp tục như này sinh mệnh lực của tiền lỗi sẽ bị hút sạch mất mộng cầm đừng qua đó cậu ấy mất khống chế rồi mộng cầm không nghe lời khuyên ngăn của hiên vũ mà bay thẳng về phía tiền lỗi tiền lỗi đang trong tình trạng mất khống chế thấy mộng cầm là muốn tấn công nhưng mộng cầm chỉ trừng mắt một cái rồi hét lớn cậu dám tinh thần của tiền lỗi trở lại đứng trước mặt mộng cầm ngoan như một con cún không không dám không dám tên tiền lỗi này còn không biết xấu hổ quỳ xuống xin lỗi tớ sai rồi đúng là sức mạnh huyết mạch áp chế của lam hiên vũ cũng không bằng sức mạnh của nóc nhà anh em ạ à. s giờ cũng bị nóc nhà áp chế đây mộng cầm cười tươi như hoa vì bản thân có thể trị được tên mập này hi hi lưu phong ngây thơ hỏi thế cũng được à tiền béo sợ mộng cầm nhiều thế sao hiên vũ cũng ngây thơ đáp lại cái này tớ cũng không biết đâu tiền lỗi vừa chiến đấu đã dùng quá sức nên giờ đã ngất đi tại chỗ hiên vũ liền bảo lưu phong hãy đưa tiền lỗi đến nơi nghỉ ngơi sau đó nói với mọi người chúng ta không đánh nữa chúng ta vừa về vừa giết lúc này đường vũ cách đi tới trước mặt hiên vũ hiên vũ tớ cũng muốn thử vòng tiếp theo để tớ làm người tấn công chính đi thử cái gì giống như tiền lỗi ấy tớ cũng muốn thử để thúc đẩy hồn hạch mà tớ đã ngưng tụ từ sớm tớ muốn dốc toàn sức chiến đấu một trận được vậy chúng tớ bảo hộ cậu vòng đấu thứ năm bắt đầu lần này trên chiến trường lần đầu tiên xuất hiện sự tồn tại của nguyên long cấp 7. cơ thể cao hơn 10 mét Đường Vũ cách bộc phát sức mạnh rồi nói, trước khi tớ chưa bị đánh bại thì mọi người đừng ra tay. Hiên Vũ cũng lên tiếng nhắc nhở, nhất định phải đảm bảo an toàn. Đường Vũ cách thi triển ra hồn kỹ thứ bảy, võ hồn chân thân sau đó lao lên. Ánh sáng ngũ sắc giống như dư ảnh bị cô ấy để lại phía sau lưng. Hai luồng ánh sáng màu vàng một sáng một tối đột nhiên vọt ra từ sau lưng cô ấy, trực tiếp phóng đến bảy nguyên long bên dưới. Đường Vũ cách bay đến đâu thì nguyên long tan chảy đến đó. Bang Thiên Lương quan sát cũng phải thốt lên, những nguyên long này vậy mà lại bị tan chảy. Đường Vũ Cách dựa vào sức một người, trong thời gian ngắn lại vây khốn được hơn trăm con nguyên long. Đây chính là chênh lệch bản thân vẫn cần phải nỗ lực. Đầu của nguyên long cấp 6 bị đánh vỡ trực tiếp, nguyên long tinh to lớn được lấy ra. Lúc này con nguyên long cấp 7 tụ một quả cầu năng lượng chứa kim thuộc phong bạo bắn thẳng về phía Đường Vũ Cách. Hiên Vũ thấy nguy hiểm lớn tiếng nhắc nhở, Vũ Cách cẩn thận. Đường Vũ Cách vừa xoay người, trong miệng phun ra một ngọn lửa hỗn độn. Nguyên Ân Huy định gương cung lên hỗ trợ thì Đường Vũ Cách đã ngăn lại. Không cần cậu nhúng tay, tớ có thể được nguyên ân huy bực mình thầm nghĩ thật sự là người thích cậy mạnh đường vũ cách tung ra một trưởng hỗn độn thần quang trưởng này đánh thẳng vào đầu con nguyên long cấp 7, một luồng ánh sáng từ đầu nó loài sáng ánh sáng rực rỡ trên đấu của nguyên long cấp 7, cơ thể khổng lồ của nó bắt đầu run rẩy kịch liệt tại phòng quan sát của cứ điểm tổng chỉ huy quan sát cũng phải thầm khen dựa vào sức một người mà có thể áp chế được nguyên long cấp 7, tu vi của đám nhóc này thật sự không tệ một vết nứt từ trên đầu của nguyên long cấp 7 nhanh chóng vươn dài cơ thể nứt ra giống như bị tách rời đường vũ cách nhìn cảnh này toát cả mồ hôi thầm nghĩ một kích này của mình không đến nỗi có uy lực lớn thế chứ dường như phát hiện điều bất ổn hiên vũ liền hét lớn vũ cách mau lui lại cơ thể khổng lồ của con nguyên long cấp 7 lại nổ tung những mảnh vỡ trên người nó lại hóa thành kim thuộc phong bạo cực kỳ khủng bố tiếng thông báo từ cứ điểm vang lên có nguyên long tiến hóa tất cả chiến sĩ cẩn thận tiến hóa thành nguyên long cấp 8 sao tớ vũ cách tú tú phong tử mộng cầm huy huy chặn phía sau những người khác rút lui Băng Thiên Lương muốn ở lại nhưng đã bị Hiên Vũ yêu cầu phục tùng mệnh lệnh. Sau đó sáu người điều khiển thiên dược bay lên không. Chiến cơ vừa bay tới gần Nguyên Long cấp 8 thì nó đã bắn ra một luồng năng lượng cực mạnh về phía chiến cơ, khí lưu bùng nổ, sáu cơ giáp thiên dược bị thổi bay. Nguy rồi, cứ tiếp tục như này mọi người đều gặp nguy hiểm. Băng Thiên Lương bọn họ đã an toàn rồi các cậu cũng rút lui đi. Tớ tiếp tục cầm chân nó. Rõ. Mọi người rút lui chỉ còn lại một mình Lam Hiên Vũ điều khiển chiến cơ tấn công Nguyên Long. Mọi người nhìn thấy cách điều khiển chiến cơ tấn công Nguyên Long cũng phải thốt lên đây là chiến cơ thần kỹ mộng huyễn đà la tuyển viên vũ nhỉ vậy mà thật sự lại có người làm được tổng chỉ huy cùng với chiến cơ giáp của mình cũng đi tới nhìn thấy cảnh chiến đấu của hiên vũ cũng phải cảm thán một câu đây tuyệt đối là thiên tài nhất định phải không tiếc giá nào giành giật thằng nhóc này về bên mình lát sau phải bảo vệ cho tốt người điều khiển chiến cơ này vô luận thế nào không thể để cho cậu ấy thụ thương biết rồi anh phiền quá đấy mỗi lần nghe thấy tiếng bà xã ghi âm trong hệ thống đều khiến tim mình run rẩy ây ra lại thêm một thanh niên sợ vợ nữa rồi quay lại phía hiên vũ cơ giáp đó mất kiểm soát rồi nó đang rung lắc kịch liệt không ổn thao tác này của cậu ta rất nguy hiểm hiên vũ quyết định chuyển cơ giáp thành hình người sau đó sử dụng thiên thánh liệt uyên kích một kích chém thẳng vào người của nguyên long cơ thể nguyên long bắt đầu phát sáng dường như nó muốn bạo nổ không ổn nó sắp nổ rồi theo tốc độ hiện tại cho dù mình có long thần biến bảo vệ thì va chạm với lồng bảo vệ e là cũng sẽ thịt nát xương tan trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc tưởng trưng hiên vũ sẽ không thể nào thoát ra được thì một chiến cơ giáp màu đỏ bay đến cứu hiên vũ nguyên long cấp 8 chết mọi người cũng bắt đầu vui mừng chúng ta thắng rồi thằng nhóc cậu vẫn còn quá trẻ cảm ơn nói xong cơ giáp màu đỏ cũng bay đi lúc này tú tú từ đâu chạy tới ôm trầm lấy hiên vũ một pha bán cơm chó cho anh em xem đây mà hiên vũ muốn vòng tay ôm lấy tú tú thì bị một lực đẩy mạnh từ tú tú khiến hiên vũ bay ra xa một pha bay thẳng vào lòng đất khiến những người có mặt cũng phải thốt lên ồ ôi hê hey hê, hey, về thôi. Thắng là được rồi. Ký túc xá của nữ sinh. Hiên Vũ đi tới gặp Tú Tú thì Mộng Cầm nhắc nhở. Tớ nói này, sau khi Tú Tú quay lại, không nói gì cả. Chỉ khóc thôi, tớ trước giờ chưa từng thấy cậu ấy như vậy. Nếu cậu không dỗ được cậu ấy, cậu không xong với tớ đâu. Được, ở trong phòng, Tú Tú đang ngồi thẫn thờ một mình. Tú Tú, Tú Tú, tớ sai rồi, đã khiến cậu lo lắng rồi. Hiên Vũ tới ngồi gần bạch Tú Tú. Tớ không nên tự ý mạo hiểm. Tớ đảm bảo, sau này sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nữa, cậu muốn phạt tớ thế nào cũng được. Thấy Bạch Tú Tú vẫn không nói gì, Hiên Vũ liền nói tiếp. "Cậu yên tâm, vì cậu và tất cả những người quý tớ, tớ nhất định sẽ không phạm phải sai lầm giống thế." Tú Tú, ớ. Chưa kịp nói thêm câu nữa thì Bạch Tú Tú quay lại ôm chầm lấy Hiên Vũ, nước mắt đã bắt đầu rơi. "Tớ thật sự sợ lắm, cực kỳ sợ. Cậu biết không, trơ mắt nhìn cậu suýt nữa đã bị nổ tung, lúc tớ không thể làm được gì, tớ lại nhớ đến cha mẹ, lúc đó họ cũng chết như vậy." vào giờ khác đó tớ đã mất đi tất cả tớ trở thành cô nhi ngày nào cũng sống trong thế giới lạnh lẽo giống như một xác sống vậy lam hiên vũ nhớ kỹ những lời đảm bảo cậu vừa nói nếu như cậu không làm được thì cậu hãy tránh xa tớ ra đừng tiến vào thế giới nội tâm của tớ nữa bởi vì tớ thực sự rất sợ nỗi đau đó lam hiên vũ liền ôm bạch tú tú vào lòng nói lời xin lỗi tú tú xin lỗi xin lỗi tú tú hay là chúng ta yêu nhau đi Hiên Vũ vừa nói lời tỏ tình thì bị Bạch Tú cốc cho một cái rồi mắng. Không được, chúng ta còn vị thanh niên. Đừng đánh nữa, tớ biết sai rồi, khổ thân thanh niên tỏ tình lần thứ ba thất bại rồi. Không cho phép cậu nói linh tinh. Giọng cậu mắng người cũng êm tai quá. Cậu đi đi, đi đi, cậu mau gì. Sau một ngày chỉnh đốn lại, Lam Hiên Vũ triệu tập tất cả các đồng đội. Kiểm điểm sâu sắc lại hành vi của mình ngày hôm qua. Rất xin lỗi, tớ bảo đảm với mọi người. Chuyện ngày hôm qua sẽ không xảy ra nữa. Tiếp theo đây chúng ta sẽ tiến hành phân tích nhiệm vụ, tớ đề nghị đổi tất cả long nguyên tinh thành tích điểm, quân công. Mang kim loại long nguyên về, bán đi coi như là quỹ lớp, mua cho mọi người những tài nguyên mọi người cần. Tích điểm chủ yếu dùng để đổi lấy thiên dược, ai có ý kiến khác bây giờ có thể nói ra. Tiếp theo đây tớ sẽ chia mọi người thành 4 tiểu đội, số người của mỗi đội không giống nhau. Mấy người có thiên dược sẽ là đội cơ động, lúc nào cũng có thể chi viện cho chúng ta. Nha Nhược Đình ở một bên quan sát cũng phải thầm khen, người trẻ tuổi này có dũng có mưu. Sau đó đi đến trước mặt Hiên Vũ nói: tôi đã giúp cậu liên hệ rồi sẽ dẫn cậu đi gặp thiếu tướng lôi vận trạch cảm ơn cô biểu hiện của các cậu khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác học viện streak không hổ là học viện hàng đầu của liên bang cảm ơn sau đó hiên vũ được nha nhược đình đưa đến gặp tổng chỉ huy Joe, anh hùng nhỏ của chúng ta đến rồi xin chào tổng chỉ huy ngày đó tôi quá kích động cảm ơn ân cứu mạng của anh người trẻ tuổi đều có nhiệt huyết không sao đâu ngày đó cậu đã biểu hiện cực kỳ hoàn mỹ rồi ngồi đi có phải cảm thấy hôm đó thật kinh người có chút sợ hãi cũng rất hối hận Tự suy ngẫm là một phẩm chất cực kỳ tốt. Thất bại là một tài sản chân quý nhất của nam nhân. Tôi thấy cậu mới là Tứ Hoàn, tương lai có nắm chắc vào được nội viện không? Tôi sẽ cố gắng hết sức. Lỡ như cậu không thi được vào nội viện, nhất định phải nói cho tôi đấy, để tôi vui mừng. Nghe thấy Tổng chỉ huy vui mừng khi bản thân không thi được vào nội viện khiến cho Hiên Vũ cũng phải há hốc mồm. Tổng chỉ huy vội chữa cháy, ý của tôi là muốn nói, nếu như cậu không thi đỗ vào nội viện thì tôi có cơ hội rồi. Nếu như cậu muốn tham gia vào quân ngũ, nên ưu tiên chọn chỗ tôi. Vâng. Hiên Vũ cũng phải cười khổ thầm nghĩ, vị này cũng thật không giả vờ giấu giếm gì. Tổng chỉ huy nói tiếp, đương nhiên, tôi càng hy vọng cậu có thể thi vào nội viện. Trở thành một cường giả chân chính. Tôi nhắc nhở cậu, tích điểm trong đấu thiên bộ, ưu tiên dùng để tăng đẳng cấp của đấu thiên giả chứ không phải dùng để đổi huy chương của học viện. Nếu như cậu là đấu thiên giả cấp 5, vậy thì có cơ hội trực tiếp vào nội viện. Hiên Vũ ngạc nhiên thầm nghĩ, đấu thiên giả cấp 5 có thể miễn thi vào luôn nội viện, còn có chuyện như thế sao? sau khi nói chuyện một lúc về tình hình bên học viện với lôi vận trạch lam hiên vũ liền đến nơi quy đổi của cứ địa hiên vũ đổi được 300 điểm tích lũy những lại cảm thấy ít nha nhược đình liền nói cậu hoàn thành nhiệm vụ này sắp thăng cấp lên đấu giả cấp 2 rồi còn muốn nhanh thế nào nữa Đấu thiên giả cấp 2 tăng lên cấp 3 thì cần bao nhiêu tích điểm 10.000 điểm cũng quá khó đấy mấy ngày tiếp theo tất cả đều tiến hành rất thuận lợi lam hiên vũ thậm chí còn không cần phải ra ngoài chi viện có điều cậu ấy ở lại cũng có nhiệm vụ của cậu ấy thí luyện kim loại long nguyên rất nhanh thời gian 8 ngày đã trôi qua tạm biệt lôi vận trạch vẫn là nha nhược đình dẫn đội bọn họ đồng loạt trở về khi phi thuyền trở lại mẫu tinh lúc trở về thành Shrek, tất cả mọi người đều có cảm giác dường như đã trải qua lâu lắm rồi so với lòng nguyên tinh thì mẫu tinh quả thực là tinh cảnh nhân gian văn phòng của tiêu khải hoàn thành nhiệm vụ tốt lắm trong quá trình chấp hành nhiệm vụ tìm ra được vấn đề của bản thân đồng thời xử lý vấn đề thầy tiêu em có một câu hỏi nếu quy đổi tích điểm của đấu thiên giả thành cấp bậc của đấu thiên giả thì không thể đổi thứ gì được nữa sao đúng không cũng lúc khi các em quy đổi tích điểm thành cấp bậc đấu thiên giả còn có thể quy đổi thành huy chương. Đây chính là kết quả cho nỗ lực mấy năm gần đây của các em. Tốt quá rồi, cảm ơn học viện. Lúc chúng em còn ở ngoại viện nhất định sẽ nhận thêm nhiều nhiệm vụ, hoàn thành thật tốt. Lam Hiên Vũ chưa về ký túc xá mà trực tiếp đến nơi cậu ấy thích nhất Hải Thần Hồ. Không phải tất cả mọi người đều có thể giống cậu ấy được ngâm trong nước lâu như vậy. Sự thừa nhận của năng lượng sinh mệnh đối với cậu ấy thật khiến người khác ngưỡng mộ. Lúc này thụ lão cũng xuất hiện, thầy hừ, thằng nhóc này về rồi đúng thế cơ thể cậu ấy không sao cả tiểu sư đệ đột phá tứ hoàn rồi ngài biết không từ từ đi chậm hơn chút thì gốc dễ càng vững chắc tương lai lúc vượt qua được bước đó có lẽ sẽ dễ hơn chút thời gian của ta không còn nhiều nữa hy vọng trước khi ta rời khỏi thế gian này có thể thấy được nó trưởng thành thật sự tiễn nó đi một quãng nữa đường nguyệt cũng chỉ biết lo lắng nhìn người thầy của mình nếu như gặp được nó sớm hơn 10 năm thì tốt như vậy sẽ có đầy đủ thời gian để sắp xếp tất cả mà bây giờ còn nhiều thứ phải dựa vào nó mới được. Yên tâm đi, cho dù ta có rời khỏi, cũng sẽ trở thành một nhánh của cây vĩnh hằng. Không phải là thật sự chết đi, mà là trở thành một phần của cây vĩnh hằng. Đường Nguyệt, tháng sau triệu tập đại hội của học phái, ta bắt đầu phải bắt tay sắp xếp một vài chuyện rồi. Vâng, Lam Hiên Vũ ngủ một giấc thật thoải mái. Lúc cậu ấy tỉnh lại thì đã là buổi sáng ngày thứ hai rồi. Ra khỏi Hải Thần Hồ, tạm biệt Đường Nguyệt, Lam Hiên Vũ liền bắt đầu bận rộn. Chúng ta đã trở thành đấu thiên giả chính thức, có thể thành lập chiến đội đấu thiên giả rồi chiến đội tên là gì mọi người có suy nghĩ gì không hay gọi là chiến đội thiên dực đi ai đã có người đăng ký rồi vậy hay là thêm tiền tố tên là 37 thiên dực thế nào cái này hay hơn nữa còn không trùng tên thành lập chiến đội 37 thiên dực của đấu thiên bộ rất nhanh cậu ấy đã tìm được nhiệm vụ cấp 3 theo chiến đội thăm dò tư nguyên tinh phần thưởng của nhiệm vụ mỗi người có được 50 tích điểm phát hiện được thêm nhiều vật chất khoáng vật thì được cộng thêm tích phân thăm dò vốn không khó, khó ở chỗ xâm nhập vào, hơn nữa còn có thể an toàn rút lui khỏi đám hải tặc. Lần này lại có liên quan đến hải tặc tinh tế của tinh cầu tội ác, hơn nữa nhiệm vụ lần này không có chi viện, thậm chí không có cả phi thuyền. Quả thực là làm khó cho Lam Hiên Vũ. Chiến hạm họ có, chiến hạm của Đường Môn lúc trước họ vẫn còn giữ, vấn đề là thân phận, học viện chắc chắn cũng không trợ giúp họ. Chính là vào lúc này, Lam Hiên Vũ nhớ đến một người quen cũ. Lam Hiên Vũ, là tôi, đội trưởng Đặng Bác, đã lâu không gặp, gần đây thế nào? Vẫn ổn, tôi không gánh nổi một tiếng đội trưởng này của cậu đâu, đừng gọi tôi như thế. có chuyện gì thì nói, không có thì tôi ngắt đây. là thế này, chiến đội của chúng tôi dự định nhận một vài nhiệm vụ, nhưng cần sự giúp đỡ của một số thân phận. không biết anh có thể giới thiệu đường môn cho chúng tôi, giúp chúng tôi lần này không? cậu đợi tôi trả lời, tôi đi hỏi xem. hình như anh ấy vẫn có chút ghi thủ. người ta có thể không ghi thì sao? cậu quên đã đối xử với người ta như nào rồi à? không lâu sau, đặng bác đã gọi lại, nói lam hiên vũ bây giờ đến đường môn một chuyến nghe thì thú vị đây đường môn chắc là sẽ đề ra một vài điều kiện vừa mới bước ra khỏi trung tâm nhận nhiệm vụ thì thấy hai người đang cãi nhau rồi tớ là đôi cánh thứ tám tớ mới là thứ tám cậu tránh ra ớ ớ xem ra không hy vọng được gì ở hai người này rồi tớ đi với cậu nhé ừ nhờ cả vào cậu ra khỏi trung tâm nhiệm vụ lam hiên vũ và bạch tú tú rời khỏi học viện đến đường môn tổng bộ đường môn là kiến trúc lớn nhất ngoài học viện stress bên bờ hải thần hồ từ xa đã nhìn thấy cửa lớn huy hoàng của đường môn xe đến cửa chính thì bị chặn lại lam hiên vũ liên hệ với đặng bác rất nhanh đặng bác từ phía trong đi ra sau khi nhân viên xác nhận thân phận của họ họ mới có thể vào đường môn dưới sự hướng dẫn của đặng bác lam hiên vũ và bạch tú tú đi vào bên trong vào đường môn đầu tiên sừng sững trước mắt họ là một bức tượng điêu khắc khổng lồ thanh niên tướng mạo anh tuấn tay cầm đinh ba một đầu tóc dài xõa sau lưng bức tượng cao 20 mươi mét những kiến trúc của đường môn sau lưng giống như là làm nên cho anh ấy bức tượng này chính là tiên tổ đường môn ba vạn năm trước sau đó trở thành hải thần đường tam một đại năng truyền kỳ trong lịch sử của đường môn không có nhân vật nào có thể so được về tính quan trọng hơn người này đội trưởng có thể tiết lộ chút về thái độ của đường môn không tôi cảm thấy lãnh đạo có chút hứng thú cụ thể thì cậu nói chuyện với lãnh đạo đi chiến đội đấu thiên giả của học viện streak đường môn cũng đầu tư không ít học viện streak và đường môn vốn dĩ chính là một thể kia là học viện streak và đường môn bị thánh linh giáo hủy diệt vạn năm trước đó là câu chuyện thất quái của học viện Shrek đời đó đã gây dựng lại học viện, chấn hương lại đường môn. Đoạn lịch sử này cũng rất nổi tiếng trong thời đại ngày nay. Ở thời đại đó, môn chủ đường môn và các chủ hải thần các của học viện Shrek là một người. Bức tượng ở trên quảng trường Shrek chính là để kỷ niệm đường Vũ Lân, Long Vương Đấu La. Ở đây không có thang máy, đều dùng cầu thang bộ truyền thống, lên hai tầng liên tiếp, đặng bác dẫn họ đến một phòng khách. Các cậu đến rồi à, người đang đợi hiên vũ là đường diểu, phó điện chủ đấu là điện đường môn. Hiên Vũ thấy Đường Diểu thì ngạc nhiên hỏi, "Tiền bối, sao ngài lại đích thân đến?" "Lớp thực nghiệm đầu tiên của học viện xét, tôi đương nhiên phải đến xem rồi." "Ngồi đi, đừng khách khí. Chiến đội mà các cậu đăng ký là 37 Thiên Dực đúng chứ? Tên được lắm." Hiên Vũ toát mồ hôi nghĩ, tên của chiến đội mới vừa đăng ký thôi mà, tiền bối vậy mà đã biết rồi. Đường Diểu nói tiếp, "Suy nghĩ của cậu Đặng Bác đã nói cho tôi rồi, trên nguyên tắc thì Đường Môn nguyện ý trở thành người giúp đỡ cho các cậu, nhưng Đường Môn cũng có quy tắc của Đường Môn." tất cả thành viên buộc phải gia nhập đường môn, trở thành đệ tử của đường môn mới được. Gia nhập vào đường môn sao? Có vấn đề à? Thực ra, học viên của học viện stress gia nhập đường môn và người bình thường gia nhập đường môn có đãi ngộ khác nhau đấy. Mặc dù các cậu gia nhập đường môn, nhưng DUNG môn sẽ không hạn chế tự do của các cậu, cũng không bắt ép các cậu làm gì cả, chỉ cần các cậu thừa nhận bản thân là đệ tử của đường môn với bên ngoài là được rồi. Hạn chế duy nhất chính là không thể tham gia tổ chức nào khác, ví dụ truyền linh tháp, chiến thần điện. Nhưng các cậu lựa chọn tòng quân thì không có bất cứ vấn đề gì các cậu sẽ có được sự ủng hộ toàn lực của đường môn trừ phi tông môn đến lúc tồn vong hoặc là ở bất cứ nơi nào gặp được đệ tử của đường môn cầu cứu thì đều phải cứu viện có phải cảm thấy điều kiện quá tốt có cảm giác không thật lắm vâng vâng đó là bởi vì các cậu không hề hiểu được đường môn và học viện Shrek là một nhà rốt cuộc đã đến mức độ nào rồi cậu có thể nghĩ thế này đường môn và học viện Shrek vốn là một chỉnh thể là hai bộ phận không thể tách rời của một chính thể trong chừng lẫn nhau đường môn và học viện Shrek đều đã từng suy bại dưới tình huống cùng hỗ trợ nhau mới có thể đi được đến ngày hôm nay trong lịch sử của đường môn và học viện Shrek, không chỉ có một lần hai đại thế lực này cũng được thống lĩnh bởi một vị lãnh tụ. Tôi nói như vậy, cậu có thể hiểu không? Tôi hiểu rồi, tiền bối, chỉ là điều kiện mà ngài đưa ra với chúng tôi quả thực quá tốt. Trong cuộc nói chuyện, Lam Hiên Vũ kinh ngạc phát hiện ra vị đại năng thần cấp này hình như chỗ nào cũng nghĩ cho họ. Cuối cùng dưới đề nghị của đường điếu, Lam Hiên Vũ quyết định sẽ quay về hỏi ý kiến của các thầy rồi mới quyết định. Tú tú, cậu thấy thế nào? Tớ cảm thấy đường môn cực kỳ coi trọng chúng ta như là đang đầu tư vào chúng ta vậy xem ra, họ cũng cho rằng chúng ta nhất định sẽ vào được nội viện. Nói thực, tớ thật sự muốn vào nội viện xem sớm hơn chút, nội viện rốt cuộc như nào. Chúng ta nhất định có thể vào được nội viện. Về học viện, Lam Hiên Vũ trực tiếp đến tìm Đường Chấn Hoa. Nghe cậu ấy kể lại, Đường Chấn Hoa trực tiếp đưa ra đáp án khẳng định. Biết được tại sao Đường Môn lại cho em lợi ích như thế không? Vì chiếc vòng trên tay em đó. Vòng vận mệnh, ý của thầy là, đừng coi nhẹ sức ảnh hưởng của học phái Sinh Mệnh. Nếu như để cho thế giới bên ngoài biết em là người kế thừa của trưởng đại học phái Sinh Mệnh, vậy thì cho dù đến bất kỳ nơi nào em cũng sẽ có được tiếp đãi long trọng quy cách cao nhất nghe những lời này hiên vũ cũng phải thốt lên ý của thầy là đường môn hy vọng thông qua sự tương trợ đối với chúng em để thân thiện hơn với học phái sinh mệnh họ cũng đồng thời nhìn được tiềm năng của mấy người các em các em là những nhân tài cực kỳ ưu tú thậm chí là người đưa lựa chọn cho thất quái học viện stress đời tiếp theo thất quái stress sử lai like khác thất quái thầy vậy bây giờ học viện stress có thất quái không đương nhiên có em còn gặp hai người trong số đó rồi em đã từng gặp một người là phó các chủ của hải thần các chúng ta uông các chủ còn một người nữa chính là người em vừa gặp ở đường môn đấu la điện phó điện chủ đường diểu sau khi cây vĩnh hằng tiến hóa học viện shrek có một quy định bất thành văn chỉ có cường giả thần cấp mới có tư cách trở thành thất quái shrek đừng nghĩ đến chuyện quá xa vời bây giờ em mới tứ hoàn vì thế em gia nhập đường môn không có vấn đề gì chứ vậy em quay về nói với các đồng đội đừng quên giáo huấn lần trước nhiệm vụ đấu thiên la thực chiến thật sự nhất định phải chú ý an toàn vâng em hiểu thầy yên tâm đi bảy người lam hiên vũ đi theo đặng bác đến đường môn lần nữa nơi này là anh hùng điện của đường môn mời vào trong hai hàng trụ đá khổng lồ hướng vào bên trong những bức tượng điêu khắc cao 5 mét xuất hiện ở hai bên đây là tiên tổ đường môn và những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử của đường môn mình phảng phất cảm nhận được một dao động tinh thần kỳ lạ lúc này một người bước ra tự giới thiệu ta là phó môn chủ của đường môn điện chủ đấu la điện mộng phi chào mừng các em đến với đường môn hiên vũ và mọi người tiến tới trước mặt điện chủ đấu la điện cuối người hành lễ bài kiến điện chủ tiền bối sau này là người một nhà rồi không cần đa lễ bây giờ ta tuyên đọc môn quy của đường môn xin mọi người chú ý lắng nghe phải ghi nhớ trong lòng môn quy của đường môn cực kỳ công chính lam hiên vũ bọn họ nghiêm túc ghi nhớ tuyên đọc môn quy đã xong tiếp theo mọi người cúi chào tạm tổ của đường môn đi kết thúc buổi lễ bắt đầu từ bây giờ các em chính là thành viên của đường môn rồi ta đại diện cho đường môn chào mừng các em gia nhập bây giờ mời các em ngồi xuống tại chỗ tiên tổ sẽ đền đáp lại các em hiên vũ ngạc nhiên vậy mà còn có đền đáp mọi người cũng bắt đầu ngồi xuống. Hiên Vũ cũng chìm vào trong tiềm thức, người đang đứng trước mặt Hiên Vũ chính là Đế Thiên. Chủ thượng chắc là đã đến nơi thuộc về đường môn rồi nhỉ? Ngài cũng coi như tỉnh lại rồi, ta sắp quên mất sự tồn tại của ngài rồi. Chủ thượng yên tâm, mặc dù ta vẫn luôn ngủ say, nhưng nếu như ngài thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, ta nhất định sẽ hiện thân giúp ngài. Trước đó lúc ngài đột phá tứ hoàn, ta đã cảm nhận được. Vấn đề lớn nhất mà ngài phải đối mặt khi đột phá đó chính là vấn đề giữa huyết mạch Kim Long Vương và huyết mạch Ngân Long Vương. Võ hồn của ta không phải là Lam Ngân Thảo sao? làm ngân thảo có thể biến dị thành huyết mạch kim long vương và huyết mạch ngân long vương sao có một vài chuyện là ý trời ngài tại sao lại có huyết mạch như này ngài chỉ có thể tự dựa vào bản thân để tìm kiếm thôi điều duy nhất ngài có thể vui mừng là chúng chỉ là ý thức của ngài đây mới là cơ sở thống nhất đây mới là nguyên nhân ta lựa chọn ngài ngài là tương lai của hồn thú thậm chí là tương lai của những loại thú khác ở những mặt phẳng khác ngài là chủ thượng có ý nghĩa chân chính trong lòng ta cho dù phải trả cái giá thế nào ta đều sẽ nỗ lực trợ giúp ngài hoàn thành đột phá cuối cùng lúc lam hiên vũ bọn họ ở lại một mạch đến tối mới về thì mộng phi chính thức ban quyền hạn tu luyện tuyệt học của đường môn bọn họ hơn nữa đường môn sẽ cho họ mượn thuê một chiến hạm to hơn để họ đi hoàn thành nhiệm vụ mọi việc đã chuẩn bị xong lam hiên vũ quay về triệu tập các đồng đội mở cuộc họp đã quyết định nhiệm vụ lần này nhiệm vụ chiến đội của đấu thiên giả cấp 3, thăm dò hành tinh hai ngày sau xuất phát trung tâm du hành streak một chiến hạm toàn thân đều phủ một màu xanh lam đậm đang đỗ ở nơi rừng đỗ thuộc về trung tâm du hành streak đặng bác hướng về cái chiến hạm vẻ mặt đắc ý nói thế nào chiến hạm tấn công cấp lưu tinh còn cao hơn một bậc so với chiến hạm lần trước qua phê chuẩn đặc biệt của đấu la điện chuẩn bị cho các cậu bốn đạn đảo phản vật chất cấp xám những hy vọng các cậu cố gắng để không phải sử dụng đến thứ này rơi ở trên hành tinh nào cũng đều sẽ tạo thành sự phá hoại vka lợi hại quá lúc này đặng bắc lớn tiếng nhắc nhở hiên vũ thằng nhóc thối cậu tôi nói với cậu chiến hạm này được trang bị rất nhiều kỹ thuật mới nhất của đường môn nếu như thật sự gặp nguy hiểm tha rằng hủy đi chiến hạm cũng không để rơi vào tay của hải tặc hiểu không hiểu rồi hiểu rồi sau đó lam hiên vũ cùng những người khác lên chiến hạm bắt đầu nhiệm vụ thứ hai của họ bắt đầu từ bây giờ chiến hạm này chính là của chúng ta rồi chúng ta là hải tặc đoàn hải tặc 33 thiên dực tớ là đoàn trưởng mọi người không ý kiến gì chứ nếu như chúng ta đã là hải tặc sau này sẽ phải làm những chuyện mà hải tặc làm chuyện mà hải tặc làm vừa rồi tớ đã tính toán trong lòng rất có khả năng sẽ xảy ra tình huống lợi ích thu hoạch được trong quá trình chúng ta chấp hành nhiệm vụ thậm chí còn không bằng sự tiêu hao cho chiến hạm vậy chúng ta nên làm thế nào cướp hải tặc, tích góp tài nguyên chế tác nhị tự đấu khải. 33 thiên dực trên đường hướng tới nhiệm vụ đã uy hiếp thành công một đoàn hải tặc, đạt được một lượng lớn vật tư. Những vật tư này có thể đảm bảo chế tạo ra nhị tự đấu khải cho mọi người. Sau khi đến được tinh cầu, không hề thăm dò được tài nguyên hữu ích. 33 thiên dực nhanh chóng quay trở lại mẫu tinh để bàn giao nhiệm vụ. Về tới nơi Hiên Vũ đã liên hệ cho Đặng Bác. Các cậu về rồi à? Nhanh vậy đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ thất bại rồi, không thể thăm dù được gì ở đó đội trưởng muốn làm phiền anh một chuyện lần này chúng tôi thu hoạch được một vài trang bị vật tư muốn bán cho đường môn chúng ta đặng bác nghe vậy giật mình hỏi các cậu chiến đấu rồi ừm gặp phải một đoàn hải tặc nhỏ yên tâm chiến hạm của chúng ta không hề có bất cứ tổn thất gì lát nữa tôi đến chiến hạm xem xem sau đó mới có tin cho cậu tại văn phòng của đường trấn hoa hiên vũ đến gặp mặt lạc anh hồng đường trấn hoa và tiêu khải thầy tiêu khải lên tiếng hỏi các em có hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ lần này không hiên vũ vẻ mặt không được vui vẻ đáp không thuận lợi cho lắm Lúc đó, cậu ấy kể lại một lượt quá trình chấp hành nhiệm vụ lần này. "Viện trưởng, cô gọi chúng em đến có phải là có chuyện gì cần chúng em làm không?" "Là một chuyện cực kỳ quang vinh. Chúng tôi quyết định lựa chọn lớp các cậu tham gia thi đấu cọ sát được tiến hành giữa các phân viện lần này." "Chúng em đi ạ. À. Vậy năm sáu sẽ không có ý kiến gì chứ?" "Chuyện lần này là do họ đề ra, họ đã xin ý kiến của tôi. Hy vọng có thể đánh một trận nữa với các em để rửa sạch nỗi nhục ban đầu. Ai thắng sẽ đại diện cho học viện chúng ta dự thi, có thể đại diện cho viện chúng ta xuất chiến là vinh quang." chúng em cực kỳ tình nguyện tranh giành vinh quang cho viện chúng ta nhưng các em phải hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên tích độ khó 24. cái này đơn giản các em thắng được năm sáu nhiệm vụ đấu thiên tích sẽ giảm một điểm thắng được phân viện giảm thêm 3 điểm độ khó một lời đã định tương đương với chấp hành nhiệm vụ có độ khó cấp 42. lần này là thi đấu 7 với 7, em có nắm chắc không chúng em có lòng tin không còn chuyện gì thì tôi đi trước chào cô thi đấu cọ sát phân viện có phải còn khó hơn thách đấu với năm sáu phía phân viện đều là học viên tốt nghiệp nội viện đương nhiên là khó rồi vừa rồi không phải em còn tràn đấy niềm tin sao đó là đối với cuộc thi với năm sáu có điều vấn đề chắc cũng không lớn nghe lời này tiêu khải hét thẳng vào mặt hiên vũ nói buộc phải không có vấn đề mới được chứ đây không chỉ là giành lấy vinh dự mà còn là tranh giành về tài nguyên điều kiện để học viên phân viện thi vào nội viện chính là thắng được trận cọ sát này thắng được một lần trong trận cọ sát phân viện có thể đạt được ba suất thi vào nội viện thầy yên tâm chúng em nhất định sẽ dốc toàn lực đúng rồi thầy đường chúng em đã thu thập đủ tài nguyên có thể đổi lấy chiến cơ thiên dược rồi tài nguyên của các em đủ để đổi bao nhiêu toàn bộ đều đổi hạ toàn bộ em có nhiều tài nguyên thế từ đâu lam hiên vũ cảm thấy có những chuyện dù gì cũng không thể nào che giấu được lúc đó cậu ấy nói lại một lượt chuyện đi cướp đoàn hải tặc tử hỏa tiêu khải khi nghe xong thì tức giận đập tay xuống bàn mắng lá gan của các em cũng lớn thật đấy lại dám ra tay với đoàn hải tặc nếu như cả lớp có chuyện gì thì em có gánh được trách nhiệm không Lam Hiên Vũ, để cho em làm chức lớp trưởng này, đầu tiên em phải đảm bảo an toàn cho bạn học. Em lại đi làm hải tặc, em xem One is quá 180 phút à? Bây giờ em ăn nói thế nào đây? Đường Chấn Hoa đứng bên cạnh thấy Tiêu Khải tức giận liền ám hiệu cho Hiên Vũ im lặng. Nhưng Hiên Vũ không nghe vẫn lên tiếng đáp lại. Chúng em đều muốn nhanh chóng trưởng thành và tiến bộ hơn, thân phận hải tặc cũng có không ít tác dụng cho chúng em. Có thân phận này che giấu, chúng em còn có thể làm được rất nhiều chuyện khác. Đường Chấn Hoa cũng phải cạn lời, ai, đúng là thêm dầu vào lửa. Tiêu Khải càng tức giận hơn. Giỏi lắm, em. Em còn muốn làm chuyện khác. Em còn muốn giữ cả thiên đường tinh chắc. Lam Hiên Vũ, thầy nói cho em biết, em còn thử làm bậy nữa cho thầy xem. Lam Hiên Vũ nhìn bộ mặt này của thầy Tiêu Khải cũng phải sợ tái xanh mặt mày. Đường chấn Hoa vội ngăn Tiêu Khải lại. Được rồi, được rồi, bớt giận. Cậu nghĩ đi, dựa vào ưu thế kỹ thuật của chiến hạm đường môn. Cho dù chúng không đánh lại được, muốn chạy thì vấn đề cũng không lớn lắm. Sau này để cho Hiên Vũ chú ý nhiều hơn chút là được. Đường Chấn Hoa dùng ánh mắt ám hiệu cho Hiên Vũ nói chút lời hay. Hiên Vũ hiểu ý liền nói: "Thầy yên tâm, phương diện này em nhất định sẽ đặc biệt chú ý." Tiêu Khải lúc này chỉ biết thở dài, "Ai?" Sau đó lại hỏi: "Tiếp theo đây em có dự định gì?" "Em sẽ dẫn dắt đội nhỏ của chúng em hoàn thành thi đấu cọ sát của học viện. Những người khác tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đoàn đội của đấu thiên." Lúc này Tiêu Khải nghiêm nghị nhắc nhở Hiên Vũ: "Lam Hiên Vũ, em nhớ kỹ cho thầy, cả lớp không được thiếu một ai, đã rõ chưa?" Hiên Vũ cũng kiên định nói, thầy yên tâm, em nhất định sẽ bảo đảm an toàn đầu tiên. Lúc này Tiêu Khải cũng tạm thời nguôi giận. Ra khỏi trung tâm tinh tế, Lam Hiên Vũ về ký túc xá, về việc thách đấu với năm sáu, cậu ấy không để ý cho lắm. Lúc này tại ký túc xá năm sáu, họ đồng ý rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Mấy năm nay, chúng ta không hề quên nỗi nhục năm đó. Tư mã tiên vẻ mặt đằng đằng sát khí quyết tâm trận thi đấu này sẽ xử Lam Hiên Vũ. Quay về phía Hiên Vũ, lúc này Hiên Vũ đang liên hệ với cô Nana, cô nana chúng em tạm thời không đi nữa cô đang ở học viện hồn đạo sư nhật nguyệt hoàng ra sao cô đến chỗ các em cũng nhớ các em rồi vừa nói dứt lời thì nana đã xuất hiện trước mặt của hiên vũ hiên vũ nhìn thấy nana thì vui mừng lao đến ôm trầm lấy em sắp thành niên rồi còn như đứa trẻ thế trước mặt cô em vĩnh viễn là một đứa trẻ em hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi không rất thuận lợi ạ à. tu vi của em có chút tiến bộ rồi cứ như vậy xây dựng vững chắc thăng cấp tu vi là được vâng ạ à em muốn nâng cao nhanh hơn thì cần phải ăn nhiều đồ hơn. Gần đây em vẫn luôn dùng quả sinh sinh bất tức để tu luyện, hiệu quả cũng rất tốt. Cô đã tính rồi, tốt nhất là có hai cây tiên thảo 10 vạn năm mới có thể khiến em đột phá thuận lợi. Nếu như em không kiếm được, cô sẽ nghĩ cách. Cảm ơn cô Nana. Tú tú đâu? Em không nói cho cậu ấy cô đến, nếu không thì cậu ấy lại cướp cô đi. Vậy em không sợ con bé không vui sao? Vậy bây giờ em nói với cậu ấy. Xem ra em vẫn rất để ý đến cách nhìn của Tú Tú bởi vì không chọc vào được. Tú Tú vừa đến nhìn thấy cô Nana cũng lao vào ôm chầm lấy, vẻ mặt của Hiên Vũ có chút không vui. Tú Tú bắt đầu khoe với Nana. Em đột phá rồi, đã dung hợp hoàn toàn với ma hậu tiền bối rồi. Ô thật không tệ, lát nữa thi triển hồn kỹ để cô xem xem. Được chứ, bây giờ chúng ta đi đi. Nhìn hai người rất nhau đi Hiên Vũ bắt đầu cảm thấy khó chịu, mình đã biết cậu ấy đến thì không còn chuyện gì của mình nữa rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lam Hiên Vũ triệu tập mọi người, nói ra chuyện phải cọ sát thi đấu với năm sáu sau khi mọi người bàn bạc thì băng thiên lương và đinh trác hàm dẫn đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyển cảnh đến cửa vào tổng bộ đường môn mới tới đã bị đặng bắc chỉ tay mắng nói cho tôi biết các cậu làm gì thế tại sao lại có nhiều vũ khí trang bị trên chiến hạm như vậy hả tại sao lại tiêu hao rất nhiều đạn vây bắt đã dẫn dụ thế hả thiếu một viên đạn phản vật chất hiên vũ thản nhiên đáp đương nhiên là dùng rồi tôi chỉ muốn biết các cậu đã làm gì rồi chuyện này nói ra thì dài đội trưởng chúng ta vào rồi từ từ nói đi chuyện là thế này trên đường chúng tôi thực hiện nhiệm vụ gặp phải một đoàn hải tặc sau đó không cẩn thận đã xảy ra chút tranh chấp cũng nhờ vào vũ khí của chiến hạm đường môn chúng ta như vậy mới đánh được đoàn hải tặc hải tặc bị bắt tôi đều thả rồi những vật tư khác coi như là bổ sung cho những thiệt hại của chiến hạm đi chuyện đại khái là như vậy nghe xong câu chuyện đặng bác mặt cắt ra không còn giọt máu cả người run run nói cậu các cậu cướp của đoàn hải tặc còn bán chiến hạm của đoàn hải tặc không phải tôi đều mang chiến lợi phẩm thu hoạch được về rồi mà nếu không không thể nuôi được chiến hạm của chúng ta đâu anh nói có phải không đường bác vội đưa tay ra ngăn lại dừng nghe theo sự sắp xếp của bên trên đi tôi không quản được các cậu hơn nửa tiếng sau đặng bác dẫn đường diều đến mới đến đường diều đã cho hiên vũ một like. các cậu được đấy chả trách uông thiên vũ lại thích cậu như vậy cậu quả thực là phiên bản của ông ấy lúc trẻ điện chủ đám nhóc này gan to tài trời phải nói cho một trận được ta muốn nghe toàn bộ quá trình hành động của các cậu không được bỏ sót bất cứ điều gì lam hiên vũ lại kể lại lần nữa sự tình đã xảy ra được, cứ thế đi, Đặng Bác, cậu dẫn cậu ấy đi bổ sung vũ khí. Tất cả những thứ mang về chúng ta lấy hết, tính theo giá bình thường cho cậu ấy. Cảm ơn điện chủ. Cậu ra ngoài đợi trước đi, ta có chuyện cần nói với Đặng Bác. Vâng ạ." À, Hiên Vũ vừa rời đi Đặng Bác liền nói, điện chủ không thể đồng ý với hắn. Nếu như sau này vẫn luôn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có nguy hiểm. Lần đầu tiên đơn độc lái chiến hạm chấp hành nhiệm vụ, đã hủy diệt một đoàn hải tặc tinh tế có 10 chiến hạm, đây chính là năng lực có năng lực, có mưu lược, còn có giới hạn, còn có thiên phú, một đám trẻ tuổi này, thật sự trưởng thành thì chắc chắn rất tài giỏi. Còn có cậu, đừng vì chuyện ban đầu đó mà có khúc mắc trong lòng, rõ chưa? Rõ. Khi Lam Hiên Vũ gặp lại Đặng Bác lần nữa, thái độ của Đặng Bác rõ ràng là có thay đổi tốt hơn. Sau khi bổ sung thêm một đạn phản vật chất, số tiền còn lại Lam Hiên Vũ lại đổi một hệ thống động lực loại mới. Thực ra Lam Hiên Vũ còn vừa ý rất nhiều trang bị nữa, nhưng lại viêm màng túi. Lúc này Hiên Vũ đột nhiên hỏi Đặng Bác, "Đội trưởng, đường môn chúng ta có bán chiến hạm không?" nghe vậy đường bác cũng phải giật mình hỏi lại cái gì cậu còn muốn mua chiến hạm hiên vũ liền cười trừ nghĩ thôi mà lỡ như sau này chúng tôi đủ tiền rồi thì sao tôi thấy chiến hạm tấn công cấp lưu tinh loại mới của chúng ta không tệ đâu nói chuyện với cậu tôi đau đầu đợi cậu có đủ tiền rồi nói được ạ à, chúng tôi nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền hiên vũ cuối cùng cũng rời đi đường bác chỉ biết thở dài thầm nghĩ ai cứ cảm thấy chúng sẽ còn gây ra chuyện gì nữa học viện stress văn phòng của tiêu khải các em chuẩn bị thế nào rồi theo tin tức mà em có được bên phía năm sáu có thất hoàn hồn thánh không có hồn đấu la còn lại là lục hoàn hồn đế không có học trưởng biến thái giống như trịnh long giang là được hiên vũ em có kiến nghị như nào vũ cách và huy huy một với một chắc chắn cần phải ra đấu rồi cơ bản có thể đảm bảo một trận một với một đầu thắng được còn về trận đấu một với một sau cùng lúc này tiền lỗi giơ tay sung phong ớ ớ ớ cậu không thể bại lộ trận đấu bảy với bảy cuối cùng cần có cậu nói như vậy thì tớ được coi là vũ khí bí mật à he he, cũng coi như thế đi. Trận một với một cuối cùng. Không cần thành công, nhưng phải không có rủi ro, không bị thương nặng, không bị tiêu hao quá nhiều, liều một trận là được. Phong tử, cậu lên đi. Được. Hai với hai, tớ và tú tú lên. Bốn trận đấu phía trước, chúng ta ít nhất phải thắng hai trận. Sau đó, trận đấu bảy với bảy cuối cùng chắc chắn phải thắng. Nghe ý kiến của Hiên Vũ Tiêu Khải rất hài lòng, rất tốt. Võ trường biểu diễn, học viện Shrek. Ở đây chỉ có học sinh năm sáu và một vài thầy cô quan sát trong đó có cả thụ lão và uông thiên vũ trận đấu này được rất nhiều người đến xem tiếng hò reo sôi động cả võ trường nhất định phải thắng anh lạc hồng đứng ra tuyên bố hai bên vào trường thi đấu năm bốn và năm sáu cùng một lượt lên sân dẫn đầu năm bốn là lam hiên vũ còn dẫn đầu năm sáu là tư mã tiên sau một lượt quan sát hiên vũ cũng phát hiện ra năm sáu đổi người rồi trận thứ nhất đường vũ cách năm bốn xuất chiến châu bằng triển năm sáu xuất chiến châu bằng triển lên tiếng gọi đường vũ cách bằng hai từ lớp trưởng Đường Vũ Cách liền nói, tôi đã không còn là lớp trưởng năm sáu từ lâu rồi, cậu không cần phải gọi tôi như thế. Không, trong lòng tớ, cậu vẫn luôn là lớp trưởng của chúng tớ. Tớ, quá khứ đều đã trôi qua rồi, bây giờ tớ là học viên năm bốn, đã không còn quan hệ gì với năm sáu nữa, cố lên. Lớp trưởng, tớ sẽ cố gắng toàn lực. Thi đấu bắt đầu. Châu Bằng triển lập tức thi triển ra võ hồn kinh Ma Long. Võ hồn kinh Ma Long. Đường Vũ Cách điều khiển nguyên tố kim tạo ra vô số mũi tên bắn thẳng về Châu Bằng nhưng mũi tên vừa bắn tới châu bằng triển thì bị một lớp kết giới phản đòn xuất hiện một màn quỷ dị trước mặt đường vũ cách xuất hiện một loạt mũi tên nhọn giống y hệt đường vũ cách giật mình vội thi triển ra ngũ hành độn pháp kim độn mũi tên nhọn nhập vào cơ thể biến mất không dấu vết nhìn đường vũ cách đơn giản hóa giải phản đòn của mình châu bằng triển thẩm mỹ không hổ là lớp trưởng quả nhiên không có hiệu quả hiên vũ cũng phải ngạc nhiên phản đòn gây thương tổn vậy mà lại có sự tồn tại kỳ lạ của võ hồn như này sao Lưu Phong nói, đây là kinh cước long đột biến mang lại năng lực phản đòn cho cậu ấy, xem dáng vẻ của cậu ấy, sự thương tổn của phản đòn ít nhất phải đạt 6 thành. Học viện Shrek không hổ là nơi tụ tập của quái vật. Đường Vũ Cách cũng ngạc nhiên nhìn Châu Bằng Triển, cậu ấy vậy mà dự định mượn năng lực phản đòn để tấn công mình. Lần này Đường Vũ Cách thi triển ra đại ngũ hành thần quang, đánh thẳng về lớp màn quỷ dị của Châu Bằng Triển. Một vụ va chạm khiến cho Châu Bằng Triển mất đi tầm nhìn, đã không còn nhìn thấy Đường Vũ Cách ở đâu. Đột nhiên Đường Vũ Cách lao đến áp sát túm lấy chân của Châu Bằng Triển. Đúng như dự đoán của Đường Vũ Cách, lớp màn này chỉ có thể phản đòn với những công kích ma pháp còn công kích vật lý thì Châu Bằng Triển bị ăn hành chứ còn gì nữa. Đường Vũ Cách nắm chân của Châu Bằng Triển liên tục đập trái rồi lại phải. Tiếng trọng tài thông báo vang lên, trận thi đầu đầu tiên, 5-4 thắng. Trận thi đấu thứ hai, Nguyên Ân Huy Huy và Dung Ngọc Huyền. Dung Ngọc Huyền mới lên sân đã thả tim cho Đường Vũ Cách, I e love you. Nguyên Ân Huy liền chặn lại nói, anh nhìn gì đấy? Đối thủ của anh là tôi. Không nhìn cậu, cậu gấp cái gì? Nhìn chị tôi cũng không được cô ấy chị là chị của cậu yên tâm lát nữa anh rể sẽ hạ thủ lưu tình còn lại nhảy nữa tôi đánh chết anh thấy hai người cãi nhau ầm ĩ anh lạc hồng tức giận mắng ầm ĩ cái gì có thi đấu nữa không hả tư mã tiên cũng phải cạn lời thật làm mất mặt năm sáu thi đấu bắt đầu hai người tung ra võ hồn của bản thân thấy võ hồn của dung ngọc huyền vậy mà có một đôi cánh vàng sau lưng hiên vũ liền hỏi đường vũ cách võ hồn của anh ấy là gì là một loại thú võ hồn rất đặc biệt tên là ngọc linh lung anh rể sẽ không làm cậu bị thương đâu hay là cậu nhận thua cho xong nguyên ân huy không nói lời nào trực tiếp gương cung lên bắn nhưng mũi tên vừa chạm vào lớp màn xung quanh người dung ngọc huyền lập tức bị ngọc hóa nguyên ân huy cũng phải toát mồ hôi khi đòn tấn công lại không tấn công được đến anh ta dung ngọc huyền tự tin nói em trai em không làm hại anh được đâu tấn cả những công kích đến gần anh đều sẽ bị biến thành ngọc tư mã tiên nghĩ trận này thắng chắc rồi lực tấn công của dung ngọc huyền không mạnh nhưng lực phòng ngự lại rất cao huy huy chiến đấu càng ngày càng thành thục rồi lão đại xem ra cậu ấy sắp thua rồi đừng gấp huy huy vẫn chưa phát huy năng lực của cậu ấy lúc này ánh mắt của nguyên ân huy trở nên sắc lạnh nguyên anh huy quyết định dùng tinh linh vương cung bắn một mũi tên xuyên thẳng qua lớp màn bảo hộ của dung ngọc huyền lần này dung ngọc huyền đã tức giận thằng nhóc thối lần này anh rể sẽ không hạ thủ lưu tình nữa không ngờ được là dung ngọc huyền có thể thi triển ra lãnh vực hóa thành một con yêu thú đây là hồn kỹ thứ bảy của dung ngọc huyền ngọc linh lung chân thân tạo ra một vòng xoáy lĩnh vực cuốn hút nguyên ân huy vào bên trong không ổn huy huy bị cuốn vào lãnh vực rồi khí tức của cậu ấy đang giảm nhanh chóng lúc này nguyên ân huy thi triển ra võ kỹ thứ sáu tinh linh thể và kèm theo con mắt luân hồi vô số mũi tên bắn thẳng về phía dung ngọc huyền dung ngọc huyền cũng ngạc nhiên khi thấy trong lãnh vực của mình sao còn có thể thi triển được kỹ năng chỉ thấy một vụ nổ ầm ầm trên sân thi đấu khói bụi mịt mù khói bụi vừa tan đi dung ngọc huyền trở về trạng thái ban đầu người đang trong trạng thái khuỵ gối lên tiếng nhận thua tôi nhận thua rồi trận đấu thứ ba một với một bắt đầu lưu phong đối đầu với tư mã tiên vừa vào trận lưu phong lao đến tấn công tư mã tiên không do dự mà bổ một đao về phía lưu phong khiến đất đá trước mặt nước toác nhưng đòn đánh vừa kết thúc đã không thấy lưu phong ở đâu lưu phong lợi dụng tốc độ cực nhanh đã vòng ra sau tư mã tiên sau đó thi triển ra bạch long khiêu thành công hất tung tư mã tiên lên cao tư mã tiên cảm thấy nguy hiểm bị cậu ta hất vào trong không trung căn bản không thể nào cử động được tư mã tiên liền triệu hồi ra ám kim cốt lâu vương nhưng vừa mới được triệu hồi ra đã bị một cái đuôi xoẹt ngang qua kim cốt lâu vương quấn quanh người tư mã tiên cái đuôi này chính là của kinh cước long kinh cước long hất mạnh tư mã tiên đập xuống đất sau đó quấn tròn người mình lại lăn về phía kim cốt lâu vương khiến cho kim cốt lâu vương bị cưa đứt đôi chân tư mã tiên cũng phải toát mồ hôi vậy mà lại cưa đứt chân của ám kim cốt lâu vương của mình rồi tư mã tiên tức giận quyết định lao lên liều với lưu phong đúng lúc này hiên vũ lớn tiếng chúng tôi nhận thua dù chỉ còn một chút nữa là chạm tới đầu của lưu phong thì dừng lại Lưu Phong cúi đầu xuống nói, đã nhường rồi. Tư Mã Tiên tức giận không nói nên lời, tôi, cậu. Thụ lão mặt tươi như hoa khen. Xem thế là đủ rồi, người trẻ tuổi bây giờ thật tài giỏi. Lực sinh mệnh của thằng nhóc Lưu Phong này hình như cũng thật mạnh. Uông Thiên Vũ cũng nghe lời này hiểu ý thụ lão liền xị mặt xuống nói. Người của học phái sinh mệnh của ngài đã đủ nhiều rồi. Nhưng ta cần phải chuẩn bị hết cho Hiên Vũ, cậu nói xem có phải không. Lại nói, cuộc cạnh tranh chọn thất quái đời tiếp theo của học viện Sử Lai khác sắp bắt đầu rồi nhỉ. Là bắt đầu chuẩn bị, đã bắt đầu âm thầm kiểm tra đệ tử nội viện rồi sao cứ phải là trong nội viện thế ta thấy đồng đội của hiên vũ của chúng ta cũng không tệ đâu thời gian quyết định cuối cùng của đời thất quái tiếp theo đại khái là 10 năm sau hơn nữa còn phải là thành viên ở trong hải thần các ít nhất 30 năm không sao ông già ta cắn răng sống thêm 10 năm nữa vậy ể sao lại sống thêm được 10 năm nữa lần trước ai lệ rơi đầy mặt khóc lóc nói bản thân chỉ còn hai năm nữa thôi cậu là đang ước gì ta chết sớm đúng không làm gì có những đứa nhóc này thật sự khiến người khác càng nhìn càng thấy thích theo mắt nhìn nghìn năm của ta chúng đều có vận may lớn thích hợp nhất với học phái sinh mệnh của ta có sự ủng hộ của học phái sinh mệnh ta uông thiên vũ quyết định phong bế năng lực nghe để không nghe được bất cứ lời nào từ lão già này nữa trận thi đấu tiếp theo hai với hai lam hiên vũ bạch tú tú năm bốn và mộ dung thương tiết vũ băng năm sáu ra trận tư mã tiên ngạc nhiên vậy mà lại là bạch tú tú và lam hiên vũ liền nhắc nhở hai người mộ dung thương và tiết vũ băng trận đấu này phải cẩn thận đặc biệt là cẩn thận lam hiên vũ rõ chưa rõ thấy hai người mộ dung thương và tiết vũ băng thân mật lam hiên vũ liền nắm lấy tay của bạch tú 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 giật mình quay lại hỏi cậu làm gì thế tăng cường khí thế mà tớ sẽ mang đến cho cậu động lực chiến đấu mạnh mẽ đúng không cậu phải bảo vệ tớ cho tốt mặt mũi cậu đâu rồi thấy anh lạc hồng nhìn mình chăm chú hiên vũ liền nói viện trưởng cô đừng hiểu nhầm chúng em có năng lực hồn lực truyền đạo tin cái đầu em ấy lúc này ở một góc xa của khán đài nana cũng đang âm thầm quan sát trận thi đấu bắt đầu